Mỹ đang theo dõi sát sao cuộc giao tranh xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut ở Ukraine và lập bản đồ các vị trí quân đội Nga. Tạp chí Newsweek dẫn thông tin từ tài liệu mật của Mỹ rò rỉ gần đây cho biết. Newsweek trích dẫn tài liệu bị rò rỉ cho biết các ảnh chụp màn hình có vẻ như là các slide thuyết trình hiển thị tổng quan hàng ngày về chiến trường xung quanh thành phố Bakhmut, Nga gọi là Artyomov, và các khu vực khác của Ukraine. Đồng thời, nội dung thuyết trình nêu chi tiết vị trí của cả lực lượng Nga và Ukraine, ước tính về quân số, tỷ lệ sử dụng đạn dược cũng như những tổn thất về lãnh thổ. Theo tài liệu, các cơ quan tình báo dường như tin rằng thành phố Bakhmut sẽ rơi vào tay Nga. Nếu thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine thất thủ, đó sẽ là đòn tâm lý với quân đội Ukraine. Bởi tinh thần binh lính của họ ở đây đã xuống thấp sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Tuy nhiên, Newsweek cho biết Washington không tin rằng thành phố này có ý nghĩa quan trọng đối với tổng thể cuộc xung đột và đang hướng tới tương lai, tiến hành cuộc phản công mùa xuân đã được mong đợi từ lâu của Ukraine. Thời điểm Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ đã được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 4, theo một tài liệu bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tài liệu cũng nêu chi tiết về việc chuyển giao trang thiết bị và lịch trình huấn luyện cho 9 lữ đoàn mà Ukraine thành lập cho cuộc tấn công mùa xuân với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh. Ngoài ra, Ukraine cũng tự thành lập thêm 3 lữ đoàn bổ sung khác ở trong nước. Trong số 9 lữ đoàn được các nước phương Tây huấn luyện và trang bị, 6 lữ đoàn sẽ sẵn sàng hoạt động vào ngày 31 tháng 3, trong khi 3 lữ đoàn còn lại sẽ sẵn sàng hoạt động vào ngày 30 tháng 4. Phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin nêu trên. Tuy nhiên, Kiev từng khẳng định tài liệu mật đó là giả mạo và là một phần trong chiến thuật phát tán thông tin sai lệch của Nga nhằm gây chia rẽ Ukraine với các đồng minh. Hãng tin Bild của Đức trước đó cho biết nhiều binh lính Ukraine nghĩ rằng không nhất thiết bám chặt Bakhmut. Họ đang căng thẳng và lo lắng khi Nga tiếp quản từng con đường trong thành phố. Theo đài RT, giao tranh ở Bakhmut kéo dài gần 7 tháng, trở thành chiến trường ác liệt nhất trong khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trước đây thề sẽ giữ thành phố chiến lược này bằng mọi giá, bất chấp cảnh báo từ những người ủng hộ phương Tây rằng những nỗ lực như vậy có nguy cơ làm cạn kiệt lực lượng và cản trở cuộc phản công mùa xuân của Ukraine. Lầu Năm Góc không biết bao nhiêu tài liệu mật đã bị rò rỉ. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói Bộ Quốc phòng Mỹ không nắm được số lượng cụ thể tài liệu đã bị rò rỉ và đang tiếp tục đánh giá về vụ việc. Ngày 17 tháng 4, bà Sabrina Singh cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang cố gắng để nắm phạm vi và quy mô của vụ rò rỉ tài liệu với một kho thông tin mật bị phát tán. Đài AT dẫn lời phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm tài liệu trực tuyến. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.